Vâng, Thu Phú Quý và Thu Minh sẽ gửi đến các bạn bài hát Vùng Lá Me Bay, một sáng tác của nhạc sĩ Anh Việt Thanh. Dòng suối biến khơi.
Tiếp theo chương trình Top ca nữ câu lạc bộ tiếng hát quê hương Việt Nam sẽ gửi đến các quý vị bài hát được mang tên Những cô gái quan họ, một sáng tác của nhạc sĩ Phó Đức Phương.